người thiếu nữ mang hành lý xách tay quá cân đã chọn cách nhồi nhét thêm áng quần lên người thay vì nộp thêm phí hành lý. Bức ảnh nhận được 17.000 lượt chia sẻ ngay sau khi đăng tải. Hình ảnh cho thấy người thiếu nữ mặc dội rất nhiều áng quần lên người khi chiếc vali xách tay của cô vượt quá số cân nặng nề cho phép để lên máy bay. Trong bài chia sẻ của người thiếu nữ này trên Facebook, Jan Rodrigo kể lại việc được nhân viên check-in thông báo rằng cân nặng nề tối đa là 7kg, trong khi hành lý của cô nặng nề 9kg. Thay vì trả thêm phí hành lý, Rodrigo đã làm việc mà nhiều người từng làm trong tình huống đó, khoác thêm áng quần lên người. Điều đó cũng có nghĩa là cô mặc thêm 3 chiếc quần, 5 chiếc áng sơ mi, 2 chiếc áng khoác. Kết quả là chiếc vali giảm xuống còn 6, 5kg và cô không phải trả thêm khoản phí nào. Rodrigo rất tự hào về việc đó và đã dùng hashtag thách thức quá cân hành lý được chấp nhận đăng kèm cùng bức ảnh. Trước đây, cũng từng có những trường hợp dở khóc dở cười cợt tương tự. Một người nam nhi trên một chuyến bay tới London đã nhồi nhét thêm 10 chiếc áng sơ mi và 8 chiếc quần để không phải nộp thêm tiền phí. Nhân viên sân bay từ chối cho anh ta lên máy bay và hai bên đã xảy ra ẩu đả nghiêm trọng đến mức cảnh sát phải được gọi đến. Vào năm 2015, một nghệ sĩ từng bị kiệt sức vì nóng khi mặc tới 6 chiếc áng phông, 4 chiếc áng len, 2 áng khoác, 1 chiếc quần xô, 3 chiếc quần jean, 2 chiếc quần chạy bộ và 2 chiếc mũ khi lên máy bay.